Tổng Bí thư Tô Lâm như mãng xà đang lột xác. Nếu quân đội bỏ lỡ cơ hội này ra tay, hậu quả khó lường. Tổng Bí thư Tô Lâm đã hứa nhả chức Chủ tịch nước từ tháng 8. Tất cả các thông tin đã được công khai với báo chí. Thời điểm nhả ghế được xác định là vào tháng 10. Tuy nhiên, phe quân đội lại rất vất vả đòi Tô Lâm phải giữ lời hứa mới khiến cho Tổng Bí thư nhả chức Chủ tịch nước. Vì giấc mơ quyền lực thì Tô Lâm sẵn sàng nuốt lời nếu có thể. Bởi theo quan điểm của kẻ tiểu nhân thì quân tử giữ lời là quân tử dại. Nếu giữ lời để mất cơ hội, mất thế thượng phong trên vũ đài chính trị thì không dại gì Tô Lâm phải giữ lời. Để ép Tô Lâm phải nhả ghế thì Phan Văn Giang, Lương Cường và các đồng minh khác trong quân đội phải áp lực lên Tô Lâm, chứ không thể chỉ mong chờ Tô Lâm giữ lời hứa một cách đơn giản cho được. Hiện nay, phần còn lại của Bộ Chính trị đang trông cậy vào Bộ Quốc phòng, vì chỉ có nơi đây mới đủ sức cân bằng quyền lực với phe công an của ông Tô Lâm. Mới đây nhất vào ngày 20 tháng 1, Quốc hội một lần nữa thông báo rằng ngày mai Quốc hội sẽ bầu chủ tịch mới. Như vậy, bước lên vị trí Tổng Bí thư, Tô Lâm không chỉ dừng lại việc kiểm soát Bộ Công an như trước đây, mà đang có ý định nắm luôn cả Bộ Quốc phòng. Việc nắm giữ luôn Bộ Quốc phòng sẽ giúp cho Tô Lâm kê cao gối để ngủ yên, có thể an tâm ngồi ghế Tổng Bí thư suốt đời. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng trước đây cũng chỉ kiểm soát hoàn toàn Bộ Công an, còn trong Bộ Quốc phòng, Nguyễn Phú Trọng chỉ lôi kéo được một nhóm người trong Tổng cục Chính trị. Trong tay Tô Lâm đang có đầy đủ công cụ để tiến hành kiểm soát Bộ Quốc phòng. Chức Bí thư Quân ủy Trung ương vẫn chưa đủ để Tô Lâm nắm hoàn toàn Bộ Quốc phòng, mà cần phải đưa được đàn em vào ghế Bộ trưởng. Trong tay Tô Lâm có hai ủy viên Trung ương Đảng, đều là cấp tướng, một người là tư lệnh quân khu 1 với cấp hàm trung tướng và một người còn lại là thứ trưởng cấp hàm thượng tướng. Ở cương vị mới, Tô Lâm đã nâng tầm của mình từ một thú cưng trở thành mãnh thú. Ông Tô Lâm đang thực hiện một cuộc lột xác toàn diện để củng cố quyền lực cho mình và phe cánh Hưng Yên. Trước đây, ông Tô Lâm không được lòng Bộ Chính trị như Nguyễn Phú Trọng, nên ông cần phải củng cố quyền lực mạnh hơn nữa thì mới an tâm ngồi vị trên chiếc ghế Tổng Bí thư lâu dài. Nếu nói bộ giáp trước đây của phe Hưng Yên là Bộ Công an, thì nay Tô Lâm muốn đem bộ giáp mới, trong đó có cả Bộ Công an và quân đội, cùng làm nên chất liệu tấm áo. Để làm được điều này thì Tô Lâm phải loại bỏ được Lương Cường và Phan Văn Giang, hoặc ít ra cũng hạn chế được sức mạnh của hai người này để tạo cơ hội cho Hoàng Xuân Chiến có cơ hội ngòi lên. Tô Lâm không muốn nhả chức Chủ tịch nước là để ngăn phe quân đội đoàn kết, tạo ra một sự liên kết giữa ghế tứ trụ trong Bộ Quốc phòng. Phía quân đội cũng đang đứng trước cơ hội ngăn cản Tô Lâm dệt tấm áo mới. Tuy nhiên, theo phe quân đội cần phải đoàn kết thành bó đũa, nếu không thì sẽ bị Tô Lâm bẻ từng chiếc một. Số phận của các phe phái thì phụ thuộc vào kết quả giành giật ghế trong tháng 10 này. Theo thông báo trên truyền thông, Tô Lâm sẽ phải nhả chức Chủ tịch nước, như vậy là kế sách của phe quân đội bước đầu thành công. Công an và quân đội đang tranh nhau từng chút một, cả Bộ Chính trị và Trung ương Đảng cũng đang nín thở, chờ đợi hành động của phía quân đội. Một khi Tô Lâm thâu tóm được quân đội, những nhóm mạnh khác như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thanh Hóa v.v. khó mà còn chỗ đứng như bây giờ. Tô Lâm đã biến Bộ Công an thành Bộ Hưng Yên. Nếu để Tô Lâm biến Bộ Quốc phòng cũng thành Bộ Hưng Yên nữa, thì tai họa ập đến với rất nhiều phe phái khác nhau trong đảng. Cung đình đang kịch chiến, chúng ta hãy cùng đợi xem kết quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm như mãng xà đang lột xác, quân đội bỏ lỡ cơ hội ra tay, hậu quả khó lường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. 1 triệu căn nhà ở xã hội, ý tưởng điên rồ hay dự án tinh vi của Nguyễn Thành Nghị? Dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp là dự án đầy tham vọng của ông Nguyễn Thành Nghị, là Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Ông Nghị từng du học tại Mỹ, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng. Tuy nhiên, những dự án kế hoạch tương tự ở các nước tiến bộ
lại không áp dụng được tại Việt Nam. Các nước tiến bộ chính quyền trong sạch, quản lý xã hội tốt khiến giá đất không vượt quá xa tầm với của người dân. Trong khi đó, ở Việt Nam, giá đất lại bị đẩy lên quá cao, xa với tầm của những người có thu nhập trung bình. Vậy nên sẽ không thể kéo giá đất trở về phù hợp với người có thu nhập trung bình và thấp. Đấy là điều rất dễ nhận ra, và với người Việt Nam ai cũng biết như vậy. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn quyết tâm đề xuất dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội? Ông làm điều này có thật sự vì lợi ích của người có thu nhập thấp như trong mục đích cao cả mà dự án đề ra, hay vì lợi ích của một nhóm nào đó? Vào ngày 15 tháng 5, tờ báo Việt Nam Express đã có phỏng vấn phóng sự với tựa đề Đại diện công nhân thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở xã hội chỉ thấy trên TV. Bài viết phản ánh thực trạng dự án nói trên chỉ tồn tại ồn ào trên truyền hình, còn thực tế người thu nhập thấp vẫn không thể với tới được. Như vậy, thực tế đã chứng minh dự án của ông Nghị không đem lại lợi ích cho người nghèo. Vậy câu hỏi đặt ra là dự án này đem lại lợi ích cho ai? Được biết, doanh nghiệp nhận dự án này sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi, và dự án đang rơi vào tay các doanh nghiệp bất động sản đỉnh đám như Vingroup, Novaland, Kim Oanh Group, v.v. Giả sử doanh nghiệp được hưởng ưu đãi nhưng người nghèo không nhận được những căn hộ nhà này mà lại rơi vào thành phần đầu cơ, thì điều gì sẽ xảy ra? Rõ ràng lúc đó chỉ có chủ doanh nghiệp và thành phần đầu cơ được hưởng lợi hơn cả. Đáng chú ý, khi dự án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội được triển khai thì chính phủ cũng duyệt chi gói tín dụng lên tới 120.000 tỷ đồng để mà hỗ trợ người thu nhập thấp mua nhà. Tuy nhiên, đến nay 3 năm đã trôi qua, gói tín dụng này vẫn tắc nghẽn, tiền không đến được tay người nghèo. Xem ra người nghèo đang bị chặn tất cả các ngả đường dẫn tới ngôi nhà được dán mác là nhà ở xã hội. Dân nghèo không có tên trong danh sách mua nhà, dân nghèo cũng không được duyệt để vay tiền mua nhà. Như vậy, còn con đường nào dẫn dân nghèo đến với những ngôi nhà của họ hay không? Và cuối cùng thì những lợi ích từ các chính sách ưu đãi mang lại sẽ chảy vào túi những ai là câu hỏi đang đặt ra. Như mọi dự án công hay dự án ưu đãi, các doanh nghiệp thân hữu là kênh thu lợi nhiều nhất từ ưu đãi chính sách, rồi sau đó lại quả cho các quan chức hàng chục và nhiều chục phần trăm. Với vai trò là người khởi xướng đại dự án này, liệu ông Nguyễn Thanh Nghị có đứng ngoài không sơ mũi gì trong những khoản lãi quả đằng sau tấm mặt nạ đẹp đẽ của dự án này hay không? Ở đất nước Việt Nam, người nghèo chưa bao giờ được hưởng lợi gì từ chế độ, chưa có đất nước nào mà chính quyền nhà nước lại dập ra công ty xổ số bất nhân để mà bóc lột sức lao động của người già, tàn tật, trẻ em, người nghèo như ở Việt Nam cả. Ở đất nước này, không chỉ có dự án đánh bạc do nhà nước cầm cái như các công ty xổ số, mà trong hầu hết các dự án đều có tính trục lợi. Các dự án đưa mục tiêu phục vụ người nghèo thì làm giãn mác, chỉ làm mác mỏ mà thôi, thì đó là lợi dụng danh nghĩa nhân danh nghề nghèo để đưa ra những chính sách trục lợi đút túi riêng. Sẽ không có mấy người nghèo với được các dự án nhà ở xã hội, may mắn lắm được rơi vào trường hợp mà những kẻ có quyền có thế ban phát cho để làm màu lấy hình ảnh quảng bá. Còn đa số người nghèo vẫn không được hưởng chút quyền lợi nào cả. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin 1 triệu căn nhà xã hội, ý tưởng điên rồ hay dự án tinh vi của Nguyễn Thanh Nghị? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de